Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc bạch hóa yêu sách của họ ở Biển Đông. AFA tiếng Việt ngày 1 tháng 6 có bài Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc minh bạch hóa yêu sách cấm biển và chuẩn bị ra tòa quốc tế. Phỏng vấn nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn đến từ Pháp. Hình ảnh bài phỏng vấn của ông Trương Nhân Tuấn trên AFA theo ông Trường Nhân Tuấn, tranh chấp ở vùng biển Tư Chính Vũng Mây bắt nguồn từ năm 1993 đến nay đã là 30 năm. Vùng Tư Chính Vũng Mây vốn chỉ cách bờ biển của Việt Nam từ 150 đến 200 km thôi, tức là hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thềm lục địa cả về mặt pháp lý lẫn địa lý của Việt Nam. Khi Trung Quốc cho đấu thầu để khai thác, Việt Nam lúc đó phải đưa tàu hải quân ra và lúc đó phải nói tình trạng rất căng thẳng. Năm 1995, Việt Nam thiết lập ban giao với Mỹ, từ khi đó thấy rằng tình hình Biển Đông êm dịu hẳn đi. Mặc dù tới năm 2014, Trung Quốc có biện pháp gọi là tầm ăn dâu, tức là họ xây dựng các đảo đá chiếm của Việt Nam từ hồi 1988 trở thành các đảo nhân tạo. Và sau đó, bắt đầu từ năm 2015-2017, khi chuyện xây dựng trên xong, thì họ liền quân sự hóa các đảo đó. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng cho đến nay chưa thấy ai nói Việt Nam phải có một phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này. Theo ông, chính phủ Việt Nam trước hết phải yêu sách Trung Quốc, yêu cầu họ phải bạch hóa quyền mà họ nói là có ở vùng tư chính vũng mây của Việt Nam, xem quyền đó trên căn bản cơ sở nào. Đồng thời, thay vì thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính nên đến văn phòng của Tòa trọng tài Thường trực quốc tế BCA mới được mở đại diện chi nhánh ở ngay Hà Nội. Hình ảnh thông tin về Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nghĩa trang Vị Xuyên như một thông điệp gửi tới Trung Quốc. Ông Tuấn cho rằng việc đi viếng nghĩa trang Vị Xuyên tức là ông Chính ra một dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng dùng vũ lực đổ máu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Theo ông Tuấn, dấu hiệu như thế là hoàn toàn sai. Ông Tuấn đồng ý rằng Việt Nam có sự chính đáng hoàn toàn để bảo vệ lãnh thổ của mình nhưng ít nhất chính phủ việt nam phải yêu cầu làm rõ quyền tài phán của trung quốc xuất phát từ đâu ông tuấn đặt vấn đề rằng tranh chấp ở tư chính vũng may xảy ra sau khi hội nghị thành đô kết thúc có những đồn đại về hội nghị này và chúng ta không biết lãnh đạo việt nam có nhìn nhận quyền lịch sử của trung quốc ở biển đông hay không nhưng trung quốc phải có một căn cứ gì đó họ mới nói rằng họ có quyền tài phán ở vùng biển của việt nam do đó theo ông tuấn điều chính yếu nhất khẩn cấp nhất trọng tâm nhất là phải làm cho rạch rồi quyền tài phán của trung quốc ở vùng biển tư chính vũng may xem nó đặt trên căn bản cơ sở nào để rồi từ đó việt nam mới có một biện pháp để đối phó với những yêu sách của trung quốc quần đảo hoàng sa và một phần quần đảo trường sa bị trung quốc dùng vũ lực chiếm đi nhưng chính quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa luôn vẫn luôn thuộc về việt nam do đó việt nam có quyền chính đáng dựa trên quyền chính đáng đó để nhờ một cơ quan trọng tài quốc tế phân giải trường hợp đưa ra trọng tài phân giải là khi yêu sách của việt nam đặt ra cho trung quốc mà trung quốc từ khước giải thích từ khước đàm phán khi đó bắt buộc việt nam phải đi tới giải pháp pháp lý và đến khi giải pháp pháp lý kiệt cùng rồi lúc đó mới nhắm tới những giải pháp khác và khi việt nam đã trải qua những thủ tục bắt buộc giả sử như đàm phán ngoại giao hay là thương lượng rồi qua đến pháp lý mà tất cả đều bị Trung Quốc bác bỏ hết thì Việt Nam lúc đó sẽ có một tư cách chính đáng để nói về quyền tự vệ chính đáng. Hình ảnh phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế BCA năm 2016 sau khi thụ lý vụ Philippines kiện Trung Quốc. Khi Việt Nam có quyền tự vệ chính đáng đó, giả sử như là Ukraine hiện nay thì quốc tế mới có thể giúp đỡ chúng ta. Còn khi Việt Nam chưa đòi minh bạch hết các căn cứ về các quyền của Trung Quốc mà đề cập đến vấn đề tôi sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ thì liệu quốc tế có biết rằng hành vi sẵn sàng sử dụng vũ lực của Việt Nam khi đó khó là bảo vệ có thuyết phục hay không. Về vùng xám, ông Tuấn nêu quan điểm, có nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa của vùng xám, có người hiểu theo tinh thần của địa lý chiến lược, có người hiểu theo giải thích của quân sự, tức là Trung Quốc sử dụng biện pháp mà dưới chiến tranh một chút. Ông Tuấn cho rằng nếu đứng trên quan điểm pháp lý thì vùng xám là nơi mà ở đó pháp lý chưa nói hết một cách rõ rệt, chẳng hạn như vùng Trường Sa trước khi mà tòa trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 theo phụ lục 7 của bộ luật quốc tế về biển, công ước của liên hiệp quốc về luật biển UNCLOS 1982 là một vùng xám, tức là mỗi quốc gia có sự giải thích khác nhau về quần đảo Trường Sa chỉ đến khi tòa BCA ra phán quyết 12 tháng 7 2016 thì tất cả đều minh bạch và ở vùng Trường Sa không còn là vùng xám nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc bạch hóa yêu sách của họ ở Biển Đông. Bộ trưởng Công an dùng quyền lực để trả thù cá nhân. AFA tiếng Việt ngày 31 tháng 5 có bài theo dõi nhân quyền Bộ trưởng Tô Lâm trả thù người làm video chế giễu mình. Bài báo cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng án tù dành cho ông Bùi Tuấn Lâm là kết quả của video chế giễu Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn bò giác vàng ở Luân Đôn trong lúc người dân đang lao đao vì đại dịch Covid-19 và người dân sẽ chỉ nhớ đến hành động này. Hình ảnh bài trên AFA. Theo AFA, tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 31 tháng 5 ra thông cáo có tiêu đề không được phép đùa giỡn ở Việt Nam và cho rằng Bộ Công an không có ốc hài hước hay Bộ trưởng trả thù người làm video chế diễu. Thông cáo được đưa ra sau 6 ngày Thánh Rắc Hành Bùi Tuấn Lâm bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phần bàn châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng Bùi Tuấn Lâm trở nên nổi tiếng vào tháng 11 năm 2021 khi làm một đoạn video chế ghi lại hình ảnh bản thân bắt chước đầu bếp nổi tiếng có nghệ danh là Thánh Rắc Muối, người mà mấy ngày trước đó đã nổi như cồn ở Việt Nam sau khi rắc muối lên miếng bít tết giác vàng giá 2.000 đô la và bón tận miệng cho Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. AFA dẫn lời bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Bùi Tuấn Lâm, nói ngày 31 tháng 5 cho biết theo suy nghĩ của tôi, căn cứ vào cáo trạng không có dữ kiện nào cho biết chồng tôi bị bắt có liên quan đến video của ảnh cả. Nhưng thực tế cho thấy, ngay sau khi video này được công bố trên mạng xã hội, chồng tôi bị triệu tập hai lần liên tục và cách nhau chỉ hai ngày. Việc triệu tập sau cái video rất hành đó được up lên, làm cho chúng ta có cảm nhận rằng cái án đó liên quan đến video rất hành chế diễu Tô Lâm. Thật ra trong video đó không có bất kỳ hành động nào liên quan đến việc chế giễu cả. Đó là quyền tự do. Chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm. Cái việc chúng ta làm một video hài hước bắt chước ai đó, cụ thể trong trường hợp này là Salt Bay. Cái chuyện chồng tôi bắt chước một người ở nước ngoài là không có vi phạm pháp luật gì cả. Hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, người được mệnh danh là Thánh Rắc Hành. Trong thông cáo gửi AFA qua mail, Ông Phil Robertson khẳng định, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả thù riêng bằng cách bịt miệng một người dân lên tiếng chỉ trích mình. Nhưng điều đó không cứu vãn được danh tiếng của ông. Người Việt ghi nhớ hình ảnh ông tận hưởng miếng bít tết hàng ngàn đô la trong lúc người dân thường đang cực nhọc giữa cơn suy thoái kinh tế vì dịch Covid-19 và lạm phát mất kiểm soát. Án tù độc ác và vô lối áp đặt lên Bùi Tuấn Lâm cùng với sự ngược đãi nhắm vào vợ ông ta sẽ chỉ tô đậm thêm hành động đàn áp bừa bãi của chính quyền Việt Nam. Vợ của ông Lâm nhiều ngày sau khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử chồng mình tại Tòa án Nhân dân Đà Nẵng vẫn cảm thấy bàng hoàng vì sự xúc phạm của nhân viên an ninh đối với tinh thần và chính cơ thể của bà. Bà bày tỏ, tôi cảm thấy rất lo lắng vì chính họ là những người an ninh Việt Nam họ ở ngay trong cơ quan công quyền của nhà nước nhưng họ lại buông những lời đe dọa với một công dân không vi phạm pháp luật như tôi thậm chí ngay cả khi tôi có vấn đề về mặt pháp lý họ cũng không phải là những người có thể dùng những lời lẽ để xúc phạm tôi như vậy tôi phản đối hành động đó và cảm thấy rất kinh tởm tôi cảm thấy sự an nguy của mẹ con tôi đang có vấn đề vì họ nói trực diện với tôi rằng để xem mẹ con tôi sống có yên không bà lê thanh lâm cũng cho biết sau khi phiên tòa diễn ra, ông Lâm nói sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa biết được chồng mình đã làm đơn kháng cáo hay chưa, ai à, cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ trưởng Công an dùng quyền lực để trả thù cá nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.